cho vay lãi nặng hay còn gọi là tín dụng đen từ các tổ chức cá nhân cho vay tiền nhưng không đăng ký kinh doanh. Hậu quả là không ít gia đình rơi vào cảnh mất nhà và các tài sản khác. Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Công an tỉnh đã bắt quả tang Bạch Văn Tiệp, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi, đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô số đề. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tiệp, cơ quan công an thu giữ 68 hợp đồng vay tiền thế chấp tài sản và 37 hợp đồng cho vay tài sản. Cơ quan công an xác định Tiệp có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền trên 650 triệu đồng, với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng 1 triệu đồng một ngày. Tổng số tiền mà Tiệp đã thu lợi bất chính gần 170 triệu đồng. Trước đó, vào tháng 5 năm 2021, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 1993, trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, làm chủ mua bán số lô số đề cá độ bóng đá, đồng thời cùng các đối tượng cho vay tiền với lãi suất cao từ 12 đến 15% một tháng. Tuân cùng đồng bọn đã cho 6 khách hàng vay với số tiền trên 570 triệu đồng và đã thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng. Tròn một tháng nay, ngôi nhà này bao trùm không khí tang thương, nặng nề. Sau cuộc ẩu đả xảy ra vào tối ngày 10 tháng 10 tại thôn Bắc Nam Phú, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, người thì nhập viện, người thì mãi mãi ra đi. Nguyên nhân ban đầu được xác định cũng do liên quan đến việc giao dịch về tiền. Đối tượng này là có cho bố tôi vay tiền, còn số tiền bao nhiêu thì tôi cũng không nắm được. Đỉnh điểm là đến tối hôm mùng 10 tháng 10, đối tượng đến chửi bới và dọa lạt, dọa giết bố tôi, gây áp lực rất lớn. Thế xong rồi thì xảy ra là đánh gia đình nhà tôi. Và cái điều đấy nó là đỉnh điểm và bố tôi đã không còn con đường nào khác nên ông đã tự tử. Từ đầu năm đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 7 vụ với 11 bị can liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Cái nguyên nhân của tình trạng tín dụng đen trước hết là do một bộ phận người dân có cái nhu cầu vay vốn nhưng lại không đủ điều kiện đáp ứng của các cái tổ chức tín dụng hợp pháp như ngân hàng, các cái quỹ tín dụng. Sau đại dịch Covid-19, khó khăn về tài chính đã bủa vây, gõ cửa từng nhà, từng người. Có thể nói, đây là thời điểm tạo điều kiện để tín dụng đen ngày càng ngang nhiên hoạt động và phát triển. Từng bờ tường, góc phố hay cột điện, từ thành thị đến nông thôn, đầu đầu cũng tràn lan quảng cáo với những lời mời chào hỗ trợ cho vay không thế chấp với lãi suất ưu đãi, nhanh gọn. Trong quá trình người dân vay tiền thì các đối tượng cho người dân biết các giấy tờ liên quan đến việc vay mượn thì không thể hiện cái lãi suất ra nên đã gây khó khăn, rất nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh xử lý các đối tượng này. Với lãi suất cho vay thường rất cao, từ 100% đến 300%, thậm chí lên đến 500% một năm. Những giao dịch dân sự này do các bên tự thỏa thuận bằng hình thức viết tay, không được chứng thực bởi pháp luật, và các hành vi vi phạm pháp luật như cưỡng đoạt, cướp tài sản, bắt người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản cũng từ vấn nạn tín dụng đen mà ra.